Cực nóng rồi anh chị ơi, cực nóng. Mới đây một cái thông tin được những người hàng xóm đi từ nhà cha mẹ của thầy Minh Tuệ về ở khu vực Gia Lai thì vừa mới tiết lộ cái thông tin rằng ngày mai thầy Minh Tuệ sẽ về và bắt đầu đi khất thực trở lại. Thì cũng đã được một số những cái kênh sống ở trực tiếp tại cái khu vực nhà ở Igarai đó, cha mẹ của thầy Minh Tuệ chia sẻ, và hiện tại bây giờ đã đạt cái lượt theo dõi là lượt xem là trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã lên đến gần là 100.000 lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ. Và hiện tại bây giờ thì xuất hiện là cái thông tin đó là cái lượng mà máy bay đổ về Gia Lai là hiện tại bây giờ tình hình là đang cháy vé. Tại vì nhiều người là hay cái thông tin này và chuẩn bị là mua vé để bay vào ngày mai để gặp thầy Minh Tuệ, thì thực hư cái thông tin này như thế nào? Thì trong cái video này tụi em cũng là cập nhật và chia sẻ để gửi đến cho cô chú anh chị em mình nắm rõ về cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái thông tin liên quan đến cái chuyện mà vé máy bay mà kẹt và trái vé là hoàn toàn không có, hoàn toàn không có sự thật liên quan đến cái sự việc mà vé máy bay. Thì trên báo Công Thương cũng vừa mới là có cái bài viết, thì một lát em sẽ đọc cho anh chị mình nghe. Rồi nói về cái vấn đề mà cái thông tin từ hai cái người đàn ông đi từ ở trong cái cốc và trong nhà của cha mẹ thầy Minh Tuệ ra, và chính miệng hai người này nói rằng là thông tin là được là người nhà tiết lộ, cụ thể là được là cha mẹ của thầy Minh Tuệ tiết lộ là ngày mai thầy sẽ về. Thì nói thật sự với là anh chị như thế này, tới giờ phút này thì em cũng chưa có nghe được là chính miệng là mẹ của thầy Minh Tuệ nói. Thì chúng ta cũng biết rằng là bây giờ hiện tại bây giờ là cái vấn đề những cái thông tin nó nhiễu loạn rồi nó tràn lan ở trên mạng xã hội, những cái clip mà cũ họ cũng có thể đem ra cắt ghép, họ có thể đem ra họ nói là hôm nay thầy Minh Tuệ đi khất thực ở chỗ này, hôm nay thầy Minh Tuệ đi khất thực ở chỗ nọ. Cho nên với cái vấn đề mà nói rằng là ngày mai thầy Minh Tuệ về thì cũng là chưa chắc ăn ha, chưa chắc ăn, tại vì hai người này cũng chưa thể nào mà biết được là thầy Minh Tuệ có về hay không, và chưa chắc rằng là cha mẹ của thầy Minh Tuệ đã nói ha, mình không chắc cái điều gì. Nhưng mà bây giờ thì nếu như mà thầy Minh Tuệ về để khất thực thì cũng là một cái chuyện hết sức là bình thường. Theo như cái tình hình mà tụi em nắm được thì ở khu vực nhà cha mẹ thầy Minh Tuệ thì bây giờ cũng đã vắng người rồi, người ta cũng về hết rồi. Hiện tại bây giờ là chỉ còn một vài cái nhân vật gọi như là xàm xí, cũng như là một số những cái nhân vật là từ thiện, những gã khổng lồ từ thiện thì đang ở vòng vòng đó để chuẩn bị là chờ đón gặp thầy Minh Tuệ để nhận mục đích riêng. Mình nói chung là mình cũng thấy khá là tiếc cái vấn đề là cái thông tin thầy Minh Tuệ nếu như về thật mà bị tiết lộ đó, thì nói chung là nhiều người thì vui thiệt đó, nhưng mà ở đây là tụi em lại e ngại sẽ là tiếp tục diễn ra cái viễn cảnh như ngày 13 tây tháng 6. Thì anh chị cũng nhớ lại là cái ngày 13 tây tháng 6 là cái ngày đó là thầy Minh Tuệ xuất hiện và đã xảy ra cái việc mà ồn ào tranh giành để đảnh lễ ha, tranh giành nhau để đảnh lễ chen lấn gây mất an ninh trật tự. Thì nếu như bây giờ mà thầy Minh Tuệ mà xuất hiện thêm một lần nữa thì không biết là cái việc mà ồn ào nó có diễn ra nữa hay là không. Mặc dù là các phương tiện truyền thông cũng như là chính quyền địa phương và kể cả thầy Minh Tuệ, gia đình thầy Minh Tuệ cũng đã lên tiếng là mong mọi người ai ở nhà nấy đừng có tụ tập, nhưng mà bà con vẫn không nghe. Thì chúng ta thấy được rằng là cái gọi như là nhận thức của mọi người vẫn còn rất là kém. Nếu như mà thầy Minh Tuệ xuất hiện vào giờ phút này thì chỉ bữa trước bữa sau thôi, thì em có thể nói chung là mình đoán, có thể đoán là cái tình hình sẽ đông người tiếp nữa. Cho nên là riêng góc nhìn của tụi em ở đây thì cái vấn đề thầy Minh Tuệ mà ngày mai mà xuất hiện là khó có thể xảy ra.
thầy Minh Tuệ ngày mai xuất hiện là khó có thể xảy ra. Ngày hổm rày thì mọi người cũng biết là có một số những cái nhân vật mà kêu gọi từ thiện đó, như là gì Mai Táng Không Đồng, Giang Kim Cúc, Trần Thanh Long thì cũng đã có mặt ở vòng vòng khu vực đó rồi, và họ chính họ cũng đã truyền tải những cái thông tin. Tôi nhận được một số những cái thông tin là thầy về, thầy đã, tôi nhận được là thông tin này, một vài người nữa thôi thầy sẽ đó xuất hiện để tiếp chúng, rồi là sẽ có bãi đổ xe, hàng trăm người vào một lượt đánh lễ vân vân. Thì đây cũng chỉ là những cái bài viết để nhằm cái mục đích gì? Tạo nóng cái câu chuyện. Họ tạo nóng ra cái câu chuyện là thầy Minh Tuệ vẫn còn ở đâu đó để cho mọi người còn quan tâm. Và cái lượng người mà về Gia Lai để mà tìm gặp thầy thì sẽ không giảm xuống, để cái mục đích chính của họ đó là câu tương tác ha. Nhưng mà qua đó thì chúng ta thấy rằng là có những cái thông tin tích cực thì cũng sẽ có những cái thông tin tiêu cực. Thì khi mà cái thông tin mà thầy Minh Tuệ là chuẩn bị xuất hiện thì lại lan truyền những cái thông tin nó không đúng sự thật, như là trái vé chuyến bay đến Gia Lai. Làm gì có cái chuyện mà trái vé chuyến bay đến Gia Lai. Thì mới đây là báo Công Thương, báo Công Thương đã liên hệ ở bên là Sở Giao thông Vận tải của tỉnh Gia Lai để gọi như nắm rõ cái thông tin rằng cái việc mà lan truyền cái thông tin là trái vé thì có hay không. Thì đại diện Sở Giao thông Vận tải Gia Lai khẳng định là không có chuyện trái vé các chuyến bay đến Gia Lai, hoàn toàn không có chuyện là trái vé cái chuyến bay đến Gia Lai. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin về chuyến bay đến tỉnh này rơi vào tình trạng trái vé. Tuy nhiên, xác nhận với báo Công Thương, đại diện Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết thông tin trên là không chính xác, không có cơ sở. Theo như vị này ghi nhận, lượng khách đi đến trong những ngày qua không có sự tăng đột biến như thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội. Tương tự trả lời với báo chí, lãnh đạo của hãng hàng không Pleiku Gia Lai cũng cho biết lượng khách bay đến sân bay Pleiku những ngày qua diễn ra bình thường, không có tăng trưởng đột biến. Hiện sân bay Pleiku trung bình mỗi ngày có khoảng 12 chuyến bay đến và đi, trung bình mỗi chuyến là 140 khách. Hoạt động hàng không, các hoạt động vận tải bằng xe khách đều diễn ra bình thường, không có biến động đáng kể. Đáng chú ý, khảo sát tại nhiều khách sạn lớn trên địa bàn Pleiku Gia Lai, khi được hỏi thuê phòng, các khách sạn này giới thiệu vẫn còn rất nhiều phòng. Đó, thì hoàn toàn là không có cái chuyện là trái vé hay là hết phòng hay là không có chuyến xe đến Gia Lai Pleiku như những cái gì mà những cái thông tin ở trên mạng họ thổi phồng. Hoàn toàn là không có. Thì nói chung á là mong rằng cái vấn đề nếu như thật sự là thầy Minh Tuệ mà có xuất hiện thì cũng mong bà con hãy để cho thầy yên, để thầy là tu tập cái con đường gọi như là hạnh đầu đà của mình. Đó là cái hạnh nguyện của thầy rất là đẹp. Mong bà con hãy để cho thầy được thực hiện trọn vẹn cái hạnh tu học của mình. Thật sự là mọi người thấy rằng là thầy Minh Tuệ thì không phải là như trong tưởng tượng của các anh chị là có thể là ban phước lành hay là thầy có phép thần thông gì đó, đi gần thầy thì các anh chị sẽ được giải trừ tai nạn hay là bệnh tật. Chẳng qua thầy cũng chỉ là một cái người tu học bình thường thôi ha. Mong mọi người hãy hiểu được cái điều đó, đừng có tìm kiếm thầy. Hiện tại bây giờ là anh chị thấy rằng là những cái nhân vật xàm xí, những cái kẻ xấu họ lợi dụng vào cái hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ để trục lợi cá nhân. Bằng chứng rất là rõ ràng, ngày hôm nay là công an của tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo để cho bà con cảnh giác, cho bà con cảnh giác về cái vấn đề những kẻ xấu lợi dụng vào hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ, lợi dụng hình ảnh để trục lợi, kêu gọi từ thiện, trục lợi cá nhân. Và mọi người thấy là cái nhóm hộ pháp đã lên để mà làm việc khi có nhiều người là người ta tố, và cái nhóm hộ pháp này cũng đã tố ngược lại một cái nhóm khác gọi là nhóm thổi đường và cho rằng là có kêu gọi để trục lợi. Thì cái vấn đề đó cơ quan chức năng họ sẽ vào cuộc
để xem xét. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là thầy Minh Tuệ đã nói rất nhiều lần, con không nhận tiền, con không kêu gọi, mọi người đừng đưa tiền cho bất cứ ai cả. Còn cái chuyện mà các anh chị đưa tiền là các anh chị đã vô tình tiếp tay cho những cái kẻ xấu làm việc xấu để ảnh hưởng đến thầy Minh Tuệ ha. Đã nói rồi mà anh chị mình không nghe. Rồi hiện tại bây giờ có những cái nhân vật gọi là từ thiện, phải gọi là những gã khổng lồ ha, như là từ thiện Không Đồng, Giang Kim Cúc hay là Trần Thanh Long gì đó. Thì những cái nhóm từ thiện này cũng đã vướng những cái lùm xùm về những cái thông tin không đúng, như là cái vụ rút ống thở gì đó trong cái mùa Covid mà cũng đã bị xử phạt rồi ha. Và bây giờ thì cái lượng tương tác thấp thì họ đang ra ở ngoài Gia Lai để họ ở đó để mong rằng là tìm kiếm được cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ. Mục đích của họ là gì thì mình không biết. Nhưng ở đây thì mình chia sẻ cho anh chị cái vấn đề gì? Chúng ta phải thật là bình tĩnh, tỉnh táo và cảnh giác, không có để bị kẻ xấu lợi dụng để kêu gọi, giúp đỡ hay là gửi tiền ủng hộ cho những cái việc này việc kia chẳng hạn. Mốt mà có bị cái gì thì ráng chịu nghe không? Bị cái gì thì đừng có khóc cha khóc mẹ nha. Làm xấu, tại vì công an người ta đã phát đi cái thông báo là cảnh giác những kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của thầy Minh Tuệ rồi. Bây mà lại đó mà khóc lóc này kia là lợi dụng lên mà kêu gọi quyên góp từ thiện rồi coi chừng toan hết ha, hút hết cả đám chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Rồi thì nói chung là bây giờ là tụi em cũng mới nhận được cái thông tin như vậy, rồi chia sẻ cho anh chị mình nắm ha, để mình biết được cái vấn đề là cái thông tin mà thầy ngày mai xuất hiện thì cũng chưa có chính xác. Và cái vấn đề mà hô đồn là trái vé máy bay này kia là hoàn toàn bịa đặt, không có đúng sự thật nghe anh chị. Rồi, rất cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những cái thông tin tiếp theo.